nên biết như thật các đạo và nhân quả của trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, nên biết như thật các đạo và nhân quả của trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, nên biết như thật các đạo và nhân quả của trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, nên biết như thật các đạo và nhân quả của trời vô tưởng, nên biết như thật các đạo và nhân quả của trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, nên biết như thật các đạo và nhân quả của trời không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Biết rồi phương tiện tùy theo sự thích ứng mà ngăn chặn đạo kia và nhân quả kia, hoặc khuyên nhiếp thọ tu chứng thiện pháp, nên biết như thật bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và nhân quả của chúng, nên biết như thật pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và nhân quả của chúng, nên biết như thật thánh đế khổ tập diệt đạo và nhân quả của chúng, nên biết như thật bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và nhân quả của chúng, nên biết như thật tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và nhân quả của chúng. Nên biết như thật bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và nhân quả của chúng. Nên biết như thật pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh và nhân quả của chúng. Nên biết như thật chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và nhân quả của chúng. Nên biết như thật tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni và nhân quả của chúng. Nên biết như thật năm loại mắt, sáu phép thần thông và nhân quả của chúng. Nên biết như thật mười địa bồ tát và nhân quả của chúng. Nên biết như thật mười lực phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp phật bất cộng và nhân quả của chúng. Nên biết như thật đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và nhân quả của chúng. Nên biết như thật pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả và nhân quả của chúng. Nên biết như thật trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và nhân quả của chúng. Nên biết như thật đạo các thanh văn, đạo các độc giác, đạo các bồ tát và nhân quả của chúng. Này thiện hiện, đại bồ tát ấy dùng các đạo như thế để an lập hữu tình. Nếu là hữu tình đáng được quả dự lưu thì dùng pháp của quả dự lưu mà an lập, đáng được quả nhất lai thì dùng pháp của quả nhất lai mà an lập, đáng được quả bất hoàn thì dùng pháp của quả bất hoàn mà an lập, đáng được quả a la hán thì dùng pháp của quả a la hán mà an lập, đáng được quả vị độc giác thì dùng pháp của quả vị độc giác mà an lập, đáng được quả vị giác ngộ cao tột thì dùng pháp của quả vị giác ngộ cao tột mà an lập. Này thiện hiện, đó gọi là các trí đạo tướng nên phát khởi của đại bồ tát. Đại bồ tát tu học trí đạo tướng như thế rồi, đối với các loại giới tính của hữu tình, các loại tùy miên, các loại ý thích đều khéo léo ngộ nhập. Đã ngộ nhập rồi, tùy theo sự thích ứng mà vì họ nói chánh pháp, đều khiến đạt được sự lợi ích an lạc, không có việc gì trôi qua trống rỗng. Vì sao? Này thiện hiện, vì đại bồ tát ấy khéo léo thấu đạt các căn cơ thắng liệt của hữu tình, như thật rõ biết chỗ hướng đến sai biệt của tâm và tâm sở pháp của các hữu tình qua lại sanh tử. Này thiện hiện, các đại bồ tát nên hành các đạo bát nhã ba la mật đa như thế. Vì sao? Này thiện hiện, vì đạo nên học của tất cả thanh văn, đạo nên học của tất cả độc giác, đạo nên học của tất cả đại bồ tát, tất cả pháp phần bồ đề như thế đều được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Hết quyển thứ 369.